như mà chú vậy đâu. Má con gì chú quyết định vậy chú đâu? Ủa đâu phải nhà nước không muốn làm gì làm. Ờ tự nhiên đất nhà người ta tự nhiên muốn làm gì làm. Giờ nè đây muốn định ra muốn làm gì làm. Bây giờ chưa muốn định đất đất cái mẹ cái sao vậy được. Biết lực nhân hậu không? Còn lực pháp rồi cái tàu. Làm như nít lớp 1 lớp 2. Ông có làm chức vụ gì mà ông nói chuyện gì đó mà nó quay đây. Ủa tôi thích cái đâu. Trời ơi, ông làm bậy thì tôi quay à. Quay sao được là sao? Làm sao? Cái gì? Với tự nhiên vô đất nhà người ta. Đụng má nào ngon có cấm đi. Cái nói thiệt nào ngon cấm đi. Đụng mày cái đầu lên đó tôi nghĩ. Tao mạng đâu mạng rồi bay luôn á. Chuyện đồ này người ta có giấy tờ ra là nó không nó xuồng cái quà lấy đất ta thì cô chú cũng nói vô nhà giải quyết với tao. Bây giờ chú làm luôn chú chưa có gì hết trơn có tờ giấy bị lớn gì chú đồ lấy đất ta chú vô nói gì đó muốn thích vô nhà người ta muốn lấy gì lấy. Giờ tí đừng vô nhà chú cấm cọc nha. Ủa lấy đất gì chú phải vô nói làm sao nói chuyện sao chứ này là đất làm sao rồi đất nhà ta vô cấm cọc muốn cấm gì cấm luôn. Bây giờ mạng đâu mạng không nói gì nữa mà muốn cho giang hồ cho coi muốn mấy mạng chưa có gì hết rồi giờ tôi đang ấy thương tranh chấp rồi tự nhiên không ghen quá tụi thương luôn trong văn luôn hả không nói chuyện. Không biết ai làm việc nữa. Tôi hỏi quốc rồi, quốc nó từng này.